Các bạn thân mến, tình yêu thật là đẹp. Trái tim, tâm hồn của những người đang yêu chân thành thì thật là trong sáng và cao cả. Người xưa yêu nhau bằng sự giản dị vốn có, người nay yêu nhau đến cả trăm ngàn lý do. Sống trong kỷ nguyên mới, một xã hội hiện đại, mọi thứ thay đổi. Tình yêu cũng không thể vươn mình khỏi guồng quay ấy. Những giá trị cơ bản thay đổi, mai một dần, bị đồng hóa bởi những luồng văn hóa hiện đại. Cùng đi ngược với dòng chảy của thời gian, trong chuyên mục Chuyện đọc tối nay, Khải Ca mời các bạn đón nghe chùm truyện ngắn Tình yêu thời A Còng của những chàng trai đã lỡ va vào nhau trên các diễn đàn tìm bạn đồng tính, thời mà ai cũng có một vài nick Yahoo ghi vội trong cuốn vở, để phần nào cảm nhận được luồng tư tưởng mới mẻ đã đến và để lại thì trong họ suốt những năm đầu thập niên 2000 và 2010. Chuyện ngắn đầu tiên là một tản văn nhẹ nhàng về tình bạn và tình yêu của một chàng trai có tâm hồn nghệ sĩ. Đứng trước ngã ba đường, liệu anh sẽ có lựa chọn như thế nào? Màu hồng có bao phủ được tình yêu của anh không? Mời các bạn đón nghe qua giọng đọc của Mạnh Thắng. Tôi là một cựu sinh viên thế hệ 8X. Tôi vẫn thường thích mọi người nghĩ rằng tôi vẫn học đại học, hoặc chí ít vẫn còn mang cặp tới trường. Đơn giản vì chẳng gay nào muốn mọi người nghĩ rằng mình đã già, hoặc nhẹ hơn là có tuổi. Thường thì không chỉ tôi mà tới 99,99% gay đều cho rằng già là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một thời xuân sắc đã qua và tương lai hứa hẹn cho cũng chả đắt. Khi yêu, khi còn trẻ, dù là một cặp đôi dị tính hay đồng tính, đều sẵn sàng thề thốt với nhau những câu có cánh kiểu như: dù sau này em có già, có xấu, anh cũng sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời. Hoặc anh sẽ mãi yêu em dù ngày mai là tận thế. Nhưng thực tế, khi bạn già, những nét thanh xuân nhường chỗ cho những nếp nhăn, thì đó là điều tồi tệ đầu tiên trong cái chuỗi tồi tệ liên tiếp được kết thúc bằng sự chia ly. Có thể bạn nghĩ tôi quá u ám, quá thiếu tin tưởng vào tình yêu và lẽ sống, nhưng chứng kiến bao cảnh xung quanh, nhất là số lượng đàn ông đến với tôi, chẳng ít hơn hai đầu ngón tay, ngón chân cộng lại, thì tôi cho rằng đàn ông hay đàn bà, trước hết đều bắt đầu yêu bằng mắt. Tôi hiện đang làm nhân viên PR cho một công ty thời trang. Đấy là cái nghề mà tôi chọn, và nó hoàn toàn chả liên quan gì tới cái bằng kỹ sư IT mà tôi có. Theo như lời mẹ tôi nói, thì tôi sống không có mục đích và mơ mộng viển vông. Quả là chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Và tôi thừa nhận rằng mẹ nói đúng. Ngay từ thời đi học đã chút nghệ sĩ trong cách sống của tôi. Luộm thuộm, phớt đời và rất chi là ẩm ương. Tôi thường dành hàng giờ ngồi trên lan can sân thượng để đọc sách và phơi nắng. Nghe thì có vẻ tây lắm, nhưng những cuốn sách của tôi đa phần đều là chuyện hentai của Nhật, tai đeo headphone nghe rap.
Tôi cho rằng việc tôi làm là hoàn toàn bình thường. Nhưng dưới con mắt của mẹ tôi thì việc đó hoàn toàn không bình thường. Và rằng mẹ sợ một ngày nào đó đẹp trời, tôi sẽ tưởng tượng ra một đôi cánh và thả mình từ độ cao 15 mét xuống đất. Cho nên sau vài lần nói không chịu nghe, mẹ quyết định làm một cái hàng rào, bịt kín tất cả lan can, khiến cái thú vui thao nhã đấy của tôi cũng phải chấm dứt ở nhà. Đến giờ, mặc dù thuyết phục được mẹ rằng tôi đâu có điên, nhưng mẹ vẫn một mực nói là lan can nên rào kín lại cho đỡ trộm. Nhưng mẹ không biết rằng tôi tìm thấy một niềm vui mới, đó là trèo lên sân thượng khoa ngoại ngữ. Lần này thì không phải là 15 mét, mà là trên 30 mét. Từ đó nhìn ra khung cảnh phía nam thành phố thật ấn tượng và kỳ vĩ. Nhất là lúc buổi chiều, hơi chói một chút, nhưng việc trèo lên sân thượng cũng cho tôi ít nhiều cảm hứng trong việc viết lách cũng như là đọc sách. Ít ra tôi thấy rằng khi ở một mình trên một đỉnh cao như vậy, tôi thấy rất thoải mái. Nhìn một đàn kiến chạy lung tung trên một bàn cờ rắc rối rất tuyệt. Hà Nội lúc đó trở nên thật đơn giản và dễ hiểu. Khi đứng ngoài nhìn thì ai cũng nghĩ rằng ta sáng suốt. Nhưng cứ thử hòa vào cái dòng chảy đó xem, ta sẽ bối rối và không biết phải làm thế nào cho phải. Nhưng rồi một ngày, cuộc sống của tôi chợt bị xáo xao bởi một câu chuyện y như tiểu thuyết. Hắn không có gì đặc biệt, không có gì đáng chú ý, càng không phải mẫu người đàn ông mà tôi thích. Hắn gầy và cao. Một ngày mưa tầm tã, khi tôi đang rất chán đời, thì đột nhiên một cái nick nhảy vào đòi làm quen. Đương nhiên tôi hồ hởi giới thiệu tên, tuổi, số điện thoại và thậm chí còn cho cả hắn xem webcam. Kể ra lần đầu tiên chat mà đã như thế thì quả thật rất liều. Nhưng ở thời điểm đó, tôi sống rất vớt đời, rất buông thả. Ngay sau cuộc chat, tôi gặp hắn. Không đi chơi bẽn lẽn bên nhau, không có cái e thẹn của lần đầu tiên. Tôi xác định hắn chỉ nên xếp vào danh sách chơi bời. Tôi còn nhớ rõ, đó là một cái nhà nghỉ loại rẻ tiền nằm trong khu đô thị mới. Hình như 50.000 một giờ, một cái giá bèo bọt giữa thủ đô. Qua vài câu mào đầu theo kịch bản, hắn và tôi lao vào nhau trong cơn lửa dục. Khỏi nói cũng biết khi đang ở cái hoàn cảnh tình một đêm, 99% nhân vật chính chẳng thấy có gì là ngần ngại. Tiếng điều hòa vẫn nhẹ nhàng từng đợt. Tiếng thở của hắn và của tôi cùng quẹn vào thành một thứ âm thanh tội lỗi. Khi con thú trong người đi qua, hắn quay sang hỏi tôi. Vẫn còn Jin à? Nói xong, hắn ngước nhìn lên trần mà thở. Trên đó có hai con thạch sùng đang đuổi nhau. Tôi im lặng, cũng nhìn theo hắn. Nhưng mắt tôi thì tập trung vào một mảng tường lớn đang ố vàng. Giữa cái trần trắng thì cái mảng tường bẩn thỉu đấy càng nổi lên một cách chướng mắt. Sao im thế? Vẫn phê à? Hắn nhìn vào tôi và tôi cũng từ từ quay ra nhìn hắn. Bốn con mắt nhìn nhau. Mắt tôi khi đó hoàn toàn trống rỗng. Không có câu nào tử tế hơn để hỏi hả? Tôi trả lời. Âm sắc đều đều, trả lên mà cũng trả xuống. Mặc dù hiện tại tôi cảm thấy rất chán trường. Không thích hỏi thế thì thôi. Mà đằng ấy ở đâu nhỉ? Đi xe máy hay gì? Tí tôi đèo về. Hắn ngỏ lời. Tôi khỏi, không có hứng. Tí 3 giờ phải đi có việc, tôi đi xe buýt được rồi. Tôi nhìn ra cửa sổ phía bên trái,
tấm rèm phất phơ đầy nguy hiểm. Tự dưng tôi thèm một điếu thuốc ghê gớm. Tôi cất tiếng hỏi. Có hút thuốc không? Có, Vina thôi, thích thì làm một điếu. Hắn nhổm dậy, nhặt cái quần đang nhỏ nát dưới đất, lục lọi rồi lôi ra một bao thuốc còn mới nguyên, kèm theo một cái bật lửa in hình một con bé khỏa thân bốc lửa. Thấy vậy, tôi cười nhạt. Hắn ném cho tôi cả bao thuốc. Tôi nhanh chóng bóc lớp vỏ mỏng rồi rút ra một điếu, ngậm lên môi và châm lửa. Luồng khói độc hại truyền sâu vào buồng phổi. Hắn cũng với tay lấy một điếu, rồi cũng cắn nhẹ cái đầu lọc. Tôi không hay hút thuốc lắm, nhưng những lúc chán nản thế này, chất nicotine khiến tôi tỉnh táo hơn. Khói thuốc làm mắt tôi thấy hơi cay. Tôi khẽ nhíu mắt và rít. Cảm giác ấm áp bao bọc lấy tôi. Rít mạnh một hơi, tôi quyết định đứng dậy. Cái chăn tuột xuống chân và tôi hoàn toàn nuy trước hắn. Lặng lẽ nhặt quần áo, tôi lần lượt mặc từng thứ vào người. Đầu tôi không có thuốc, lại trở về trạng thái trống rỗng. Hắn vẫn im lặng cho tới khi lúc tôi đã xong. Tôi với lấy chìa khóa đặt trên cái bàn trang điểm cạnh giường. Hắn nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt nhìn tôi đắm đuối, môi hắn run run. Sao về sớm thế? Mới 2 giờ. Trời vẫn mưa. Liên quan gì? Tôi chả treo. Ở lại chút nữa đi. Hắn chồm lên khóa môi và ôm chặt lấy tôi. Giờ thì tới lượt hắn hoàn toàn khỏa thân trước tôi. Hẳn nếu có ai nhìn qua cái rèm cửa, hẳn sẽ thấy choáng váng với cảnh này. Một người đàn ông khỏa thân đang ôm chặt một tên khác sơ mi công sở gọn gàng. Tôi không nói gì và gỡ tay hắn ra khỏi hông, quay đầu lại. Tôi đi thẳng về phía cửa. Lúc chạm tay vào trái bàng trên cửa, tôi quẳng lại sau lưng một câu gọn lỏn. Gặp lại sau. Rồi vặn chặt tay, bước khỏi căn phòng đầy mùi tạp nham. Không khí bên ngoài tràn vào phổi khiến tôi hơi sốc. Tôi chỉ nghe loáng thoáng một hơi thở rất dài. Tên lễ tân nhận tiền của tôi rồi nháy mắt một cái, ra điều rất hiểu ý. Bố khỉ, chắc nó quá quen với việc này. Tôi vẫn lạnh lùng đi ra đầu ngõ rồi gọi một chiếc taxi. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Chiều nay mày rảnh không? Thủy già, bạn thân của tôi, đang ở đầu dây bên kia véo von. Bận chết đi được, sao? Tôi áp chặt điện thoại vào tai, tay đang dở tìm tài liệu. Chiều nay họp chuyên môn, mà tôi thì không biết đã vứt cái báo cáo đi đâu rồi, tìm cả sáng chưa thấy. Tưởng mày rảnh, tối ghé tao chơi. Giọng Thủy hô hời. Khiến tôi thấy lạ. Nói nghe đi, thử thuyết phục tao xem. Vì sao tao phải tới? Tối nay tao hẹn dai rồi. Tôi nói giọng nửa đùa nửa thật. Chết cũng phải lết tới nhà tao. Thế nhé, 6 giờ. Mày tới muộn không sống nổi đâu. Nói rồi,
Nó cúp máy cộp một cái, đầu bên kia chỉ còn tiếng tút liên tục. Con bé này, bao năm vẫn thế. Tôi lắc đầu lẩm bẩm và lại tiếp tục chúi mũi vào đống tài liệu trước mắt. Nhưng trong đầu luôn tự hỏi, ngoài tiền và sự nghiệp ra, có cái quái gì mà nó lại phấn khích thế nhỉ? Chẳng lẽ nó lấy chồng? Tôi vội xua ngay những ý nghĩ ngu xuẩn mới nảy ra trong đầu. Ai chứ cái Thủy, đừng hòng có chuyện đó. Nó tuyên bố trước năm 35 tuổi, nó quyết không lên xe hoa. Tôi cười cho cái ý tưởng dở hơi ấy. Đúng 6 giờ, tôi bấm chuông cửa nhà Thủy. Mặt tôi mướt mồ hôi. Đang là tháng 8, trời nắng như đổ lửa. Hà Nội mấy ngày nay ngột ngạt, bí bách. Chưa kể phải luồn lách qua cái hệ thống giao thông hỗn tạp, đủ mọi loại mùi, loại bụi. Tôi thấy rất khó chịu. Định bụng nếu là Thủy ra mở cửa, tôi sẽ sạc cho nó một trận vì đã dám ra tối hậu thư với tôi. Trời chẳng chiều lòng người, vì người ra mở cửa là bác Lưu, bố Thủy. Tôi lễ phép chào. Ông bác gật đầu nhẹ rồi chỉ vào nhà. Vào nhanh con, Thủy đang làm bếp. Rồi ông quay lưng đi vào. Gần 70 rồi mà cụ vẫn thoăn thoắt, chẳng thấy đau ốm gì. Quá quen, tôi tự mở chốt, tự dắt xe vào sân. Hôm nay, có một chiếc Airblade lạ đặt ngay cạnh con Attila của bạn tôi. Mùi hoàng lan thơm ngát làm tôi cũng thấy lòng dịu lại. Cái cảm giác yên ả này, dù đã trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng đều khiến tôi ngây ngất. Tôi hít một hơi thật sâu, cho mùi hoa căng tràn buồng phổi. Mắt tôi mơ màng, tai chợt như nghe thấy tiếng harmonica tưởng chừng đã lãng quên từ năm nào. Dưới bóng hoàng lan, có một kẻ đã cho tôi nghe những giai điệu ngọt ngào nhưng xa lắm. Đến mức tôi cũng không còn nhớ mặt anh. Chỉ còn tiếng nhạc thi thoảng vẫn vọng lại mỗi đêm. Làm thơ hả thi sĩ? Tiếng hỏi cao vút và hơi chua kéo tôi về thực tại. Giữa cái khung cảnh lãng mạn thế này, thì cái tiếng vừa cất lên chả khác một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Mày thích chứ? Tôi không nói được hết câu. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi giận gáy. Thủy không đi một mình mà đang khoác tay một người đàn ông. Trông hắn rất trí thức, mũi cao, mắt to, mặt chữ điền, nhưng hơi cao và gầy. Đứng bên hắn, bạn tôi cố nép mình vào cánh tay, khiến nó trông hệt như một nhánh tâm gửi bám trên một cành cây vững chắc. Lẽ ra nhìn sẽ rất đẹp đôi, vì bạn tôi tuy không phải sắc nước hương trời, nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn. Ít nhất là tôi biết, không ít thằng điên tặng hoa cho nó vào lúc 12 giờ đêm. Tay ôm guitar mà đàn, khiến hàng xóm phải gọi dân quân vào giải quyết. Trời Hà Nội đang 38 độ C, vẫn khiến tôi lạnh. Đằng sau cái cặp kính kia, chính là hắn. Kẻ tôi gặp trong cái chiều mưa đấy. Cả bữa ăn, tôi hầu như không chú ý lắm tới những gì Thủy nói. Lâu lắm bà cô già mới mở máy hết công suất. Ngay cả bác Lưu mọi khi trầm ngâm ấy, vậy mà cụ cũng uống với hắn tới mấy chén. Chắc cụ vui quá. Còn tôi thì chả sao mà vui được. Đầu tôi lại rối tinh rối mù với những suy nghĩ bâng quơ. Và chẳng hiểu bạn tôi, nếu biết sự thực là tôi đã từng lên giường với chồng sắp cưới, thì nó sẽ phản ứng ra sao nữa.
hắn vẫn cười nói rất vui vẻ. Tôi chắc chắn hắn nhận ra tôi. Trong một thoáng khi bốn mắt giao nhau, tôi đọc được trong đáy mắt hắn một cảm giác khó tả. Nhưng hắn vẫn chén bác chén cháu với bố Thủy, thi thoảng quay ra cười tình tứ với bạn tôi, để mặc tôi với tâm trạng kỳ cục. Sau hôm ấy, tôi tránh mặt Thủy. Tôi ngờ rằng tôi sẽ không thể giữ bí mật trong lòng. Mỗi khi nhớ lại khuôn mặt Thủy rạng ngời hạnh phúc khi ở bên hắn, tôi chả nỡ khiến nó thất vọng. 26 tuổi đầu mới yêu lần thứ hai, xem ra tôi không nên làm bạn tôi buồn. Nhưng mà tôi cũng không đủ can đảm nhìn Thủy tiếp tục sống trong ảo tưởng. Chồng chưa cưới của Thủy là gay 100%, chẳng phải bi, cũng không phải trai xịn. Cho nên tôi tự hỏi, liệu bạn tôi có hạnh phúc hay không? Tâm trạng tôi quả thực rất rối bời. Một điểm đen trong cảm xúc khiến tôi muốn tránh là rằng khi thấy hắn tay trong tay với Thủy, tôi thoáng có chút ghen tị. Dù đã xếp hắn vào loại gặp một lần trong đời, nhưng tại sao ánh mắt hắn hai lần gặp đều khiến tôi thấy khó xử. Do vậy, tôi chọn giải pháp tránh mặt, tránh cả hắn, cả Thủy, tránh khỏi sự phiền phức của các mối quan hệ. Tôi ít đi bar, ít gặp gỡ, và từ cái chiều hôm ấy, tôi gần như mất tích. Thủy vẫn gọi điện, nhắn tin đều đều cho tôi, rủ tôi đi chơi, gặp gỡ, nhưng tôi đều từ chối và lấy lý do bận việc, phải đi công tác. Lâu dần cũng thưa hơn, hẳn là Thủy cũng chán khi thấy thằng bạn nối khố không còn hào hứng và nhiệt tình như trước. Tôi cũng áy náy lắm, nhưng biết sao được, tôi chẳng nỡ khiến nó phải khóc, càng không biết phải làm gì khi đối diện với hắn. Một tối, tôi nhận được tin. Tao chia tay với anh ấy rồi mày ạ. Tới ngay Seretto Club. Đó là 10 giờ đêm. Thường thì tôi sẽ ngại mà trả lời rằng đã đi ngủ. Nhưng tôi quá hiểu tính Thủy. Càng cố mạnh mẽ bao nhiêu thì càng mỏng manh, dễ vỡ bấy nhiêu. Khi tôi tới nơi, quán đã thưa thớt. Không khó lắm để nhận ra Thủy đang ngồi trong một góc nhỏ. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt bạn tôi càng sâu thẳm. Có chuyện gì thế? Tôi vồn vã hỏi. Mày biết việc đấy bao lâu rồi? Thủy nói, bàn tay đưa ly rượu lên môi và cạn sạch. Chuyện gì? Tôi đồ rằng mình đã biết ý tứ của Thủy và chậm rãi ngồi xuống. Chuyện anh ấy giống mày. Thủy cân nhắc từng chữ, ngập ngừng khi nói hai chữ cuối khiến tôi nín thở. Từ ngay cái hôm đầu tiên, mày bảo tao sang nhà. Tôi cũng tự rót cho mình một ly. Qua đáy ly, tôi thấy một hình ảnh méo mó của chính mình. Sao mày không nói cho tao biết? Cô đặt ly xuống, mắt đã hơi dại, nhưng vẫn đủ để khiến tôi hổ thẹn. Mày nghĩ tao nói được khi thấy mày rạng ngời thế sao? Liệu lúc đấy tao nói, mày có tin đấy là sự thật không? Tôi vặc lại. Nhưng mày vẫn phải nói, mày là bạn tao cơ mà. Tiếp tục một ly rượu nữa trống rỗng. Lần đầu trong đời tôi thấy Thủy uống nhiều như vậy. Chính vì là bạn mày, tao mày không nói. Tôi cũng cạn hết ly của mình, trông cái đáy ly trơ khốc thật vô duyên.
Thủy với tay định rót thêm một ly. Tôi cầm chặt tay cô. Cô khẽ nhíu mày, nhìn tôi. Ánh mắt hiện lên một nỗi buồn u ẩn. Mascara nhòe nhoẹt cả một bên má. Cô cất tiếng hỏi nhẹ như hơi thở. Mày... mày lên giường với anh ấy rồi phải không? Và chính lúc đó, tôi thấy đất trời ập xuống. Vài tháng sau, Thủy đột ngột đi du học. Ngày cô đi, tôi không ra sân bay tiễn. Câu hỏi cuối cùng của cô cứ văng vẳng bên tai tôi mãi. Tôi nợ cô một lời xin lỗi. Còn về hắn, chồng hụt của bạn tôi. Có một lần khi đi sauna, tôi gặp hắn. Cả căn phòng sông hơi rộng như vậy, hắn một mình một góc. Tôi chột dạ vì không nghĩ có người thích đi sauna lúc 12 giờ trưa như tôi. Tuy không phải lần đầu tiên khỏa thân trước mắt hắn, nhưng trải qua chuyện với Thủy, tôi thấy mình hơi gượng. Hắn cũng thấy tôi, nhưng cả hai chọn giải pháp im lặng. Tới 2 giờ, khi đã chán nản, tôi đứng lên và bước ra về. Một chân đã ra ngoài cửa, tôi nghe hắn hỏi bằng một chất giọng rất điềm đạm. Anh không thể cùng lúc thích cả em và cô ấy. Tôi sững lại trong một giây. Tôi rất muốn quay lại, tát cho hắn một phát và gào lên rằng với tôi, hắn chả là cái quái gì cả. Nhưng không, tôi ngẩng cao đầu đi tiếp. Ngoài trời đang nắng to, mà vẫn có những hạt mưa long lanh như bụi thủy tinh. Chúng rơi nhẹ lên má, lăn xuống đất và vỡ thành trăm nghìn mảnh. Người đi trong đêm mưa gió buồn, những bước chân lẻ loi một mình lối quanh mưa, có nghe lời gió lạnh lùng như tình yêu mới hôm nào. Khi một lần tìm đến nhau, một lần mình đam mê, tìm đau nữa mỗi hồn dấu yêu đã chia xa rồi. Người đi trong đêm mưa gió buồn, nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau, không cho lời cuối cùng tình người yêu dối gian mê. Qua rồi một thời đắm say, cuộc đời buồn không hay, tiềm đau nữa khi duyên trái ngang khiến ta yêu phiền. Đêm dài phố xưa vắng những bước chân buồn tênh trên con đường, nỗi đau như cào xé trong tim này. Người yêu ơi nào tiên, đêm dài nghe tin ta có thương tình duyên đã tàn, giọt buồn xóa đi yêu phiền, quên mong mơ dĩ vãng. Oh, oh, mãi mãi chia ly nhau, lời yêu đương bờ môi mới đừng cười, mãi mãi đôi đường cách xa. Người yêu ơi đừng quên ta. Trong đêm mưa gió buồn, những bước chân lẻ loi một mình nỗi quay quê hương, có nghe lời gió lạnh lùng
như tình yêu mới hôm nào. Khi một lần tìm đến nhau, một lần tình đam mê, tìm đâu đưa em bồi hồi dấu yêu đã chia xa rồi. Người đi trong đêm mưa gió buồn, nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau. Không cho lời cuối cuộc tình khi người yêu dối gian mê. Qua rồi một thời đắm say, cuộc đời buồn không hay. Tìm đâu đưa khi duyên trái ngang, khiến ta yêu phi. Tao sẽ trong tim này người yêu hơi nào biết đêm dài nghe tiếng ta có thương tình duyên đã tàn giọt mưa xóa đi yêu tình quên mong mơ gì và mãi mãi chia ly nhau lời yêu những bờ môi mới được cười mãi mãi đôi đừng cách xa. Truyện ngắn tiếp theo có tựa đề Quán có ba người đàn ông, là mảnh ghép bao hết các bức tranh cuộc sống hiện thực của thế giới gay. Từ những chàng trai đôi mươi nhiều mơ mộng đang mải mê vật lộn với cái tôi, cho tới những ông chú tứ tuần với trái tim còn đầy khao khát, nhưng buộc mình phải có trách nhiệm với sự lựa chọn nối dõi tông đường trong quá khứ. Các bạn đón nghe qua giọng đọc của Mạnh Thắng. Quán cà phê lúc 3 giờ trưa, hầu như vắng người. Quán nhỏ và không khoa trương, ấm áp với nội thất gỗ nâu sậm và da bọc ghế cùng màu. Một quán cà phê đặc trưng kiểu phố núi, với những dãy ghế kê sát nhau, không khoảng cách và bàn thấp. Quán cũng là nơi tôi phải ghé mỗi khi có dịp về Đà Lạt. Không vì một lý do nào cả, chỉ đơn giản là một thói quen. Chọn một góc nhỏ sát cửa ra vào, nơi có nhiều ánh sáng và bắt đầu viết. Trong quán lúc này có ba người đàn ông, tính cả tôi và không tính nhân viên phục vụ. Thỉnh thoảng khi ngừng viết, nhấp một ngụm cà phê hay nhìn lãng đãng ra phố, tôi lại bắt gặp một ánh nhìn. Ừ thì một người ngồi viết trong quán cà phê thì có lẽ cũng đáng để nhìn. Tôi không nhìn lại, lại tiếp tục những dòng chữ. Con phố nhỏ về chiều không một chút nắng, thưa vắng người và trời thì không lạnh lắm. Tôi ngừng viết và ngả người ra ghế ngắm con phố nhỏ. Bây giờ thì quán vẫn còn ba người đàn ông, hết thảy đều nhìn ra đường. Đối diện quán là một tiệm sách cũ, có vài cô cậu học trò đang trò chuyện. Học trò phố núi đáng yêu trong những chiếc áo len màu xanh hay đỏ sậm. Tôi bất chợt muốn hình dung ra người yêu của tôi trong chiếc áo len đỏ ngày xưa thì như thế nào. Có lẽ đó là một hình ảnh đáng yêu. Một cậu học trò cấp 3 trắng trẻo và tròn trịa trong chiếc áo đỏ giống hệt một món quà Giáng sinh. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi về một quá khứ rất dịu ngọt mà thôi. Hiện tại đang là một màu nâu trầm và đắng ngắt. Chuyến đi lẽ ra sẽ lãng mạn theo mong muốn
lại hóa ra một cuộc cãi vã. Và tôi ở thì hiện tại đang ngồi một mình trong quán cà phê quen, mà bất chấp người yêu của tôi đang ở đâu và làm gì. Có lẽ cả hai đã chịu đựng nhau quá nhiều rồi thì phải. Bỗng lại có cảm xúc và muốn viết. Tôi nhìn thấy em 20 tuổi, ngồi đối diện tôi trong một không gian bừng sáng duy nhất trong quán cà phê trầm tối nay. Em có vẻ là một người lãng mạn, giống tôi của 20 năm trước. Ánh sáng bên ngoài hắt lên khuôn mặt con trai của em, một gương mặt đẹp đúng tuổi. Ở tuổi 20, em có đôi mắt hình như đã chứa quá nhiều ưu phiền, mà em ít khi biểu lộ và vẫn thường cất chúng sau cặp kính cận gọng đen không mấy thời trang. 20 tuổi, em ngồi một mình trong quán cà phê toàn người già và viết, nghe nhạc Pháp và nhâm nhi cà phê đen. Ở ngoài cánh cửa kia vẫn có những cậu con trai 20 tuổi, nhuộm tóc vàng, mặc đồ thời thượng, ôm gấu bông và ngậm kẹo mút. Nhưng tôi vẫn mang một niềm tin rất mãnh liệt rằng em không hề già hơn chính số tuổi của mình. Em trẻ trong chính tâm hồn trong sáng của em. Tôi đốt một điếu thuốc nhưng chẳng muốn rít, cứ nhìn những làn khói vằn vẹn dần tan vào không trung mà cảm thấy như đang đánh mất thứ gì đó rất quý giá. Bỗng có cảm giác muốn có ai ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình lúc nào cũng trống. Và sao lại không thể là em? Alo. Chiều nay em về trễ, anh ghé đón con nhé. Anh đang ở đâu đấy? Anh ngồi uống nước với mấy người bạn. Được rồi, chút nữa anh sẽ đón con rồi chở nó về nhà bà ngoại ăn cơm. Em nhớ về sớm. Chiều qua nặng nặng, cái cảm giác mới nãy bỗng tan như một bọt bóng nhỏ và tâm trạng cũng u ám theo. Tôi nhìn họ từ phía ngược sáng, chỉ thấy hai bóng đen, một đang cặm cụi viết và cái bóng kia thì lặng lặng nhìn. Tôi chẳng có vai trò gì ở đây, tâm trạng không u ám, không buồn nhưng cũng chẳng vui. Có lẽ một người lên phố núi một mình như tôi cũng không ít, chỉ tiếc là họ hiếm khi gặp nhau để xóa đi cái thực tại trống rỗng của mình. Trước mặt tôi là một chiếc ghế trống, dù thực sự tôi không đang chờ đợi ai và cũng chẳng quen biết ai ở thành phố xa lạ này. Nó xa lạ đến mức, mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, tôi lại nhét vội mấy bộ quần áo vào ba lô rồi bằng cách nào đó xuất hiện ở đây mà vẫn không lần nào có được cảm giác thân quen. Mỗi lần tôi đặt chân đến đây, lại một cảm giác xa lạ mới. Quán có ba người đàn ông cô đơn. Trước mặt mỗi người là một tách cà phê đen như nhau, và xa hơn là một chiếc ghế cũng trống và lạnh như nhau. Tôi nhìn em để thấy một thời tuổi trẻ của mình. Tôi nhìn anh như để thấy một phần nào đó tương lai của mình. Liệu tôi có đã như thế và sẽ như thế không? Chiều xuống bằng một màu xám khói nhàn nhạt nhưng không êm. Trời đã lạnh dần, bắt đầu bằng những ngón tay đang tê cóng đi chút ít. Em ngưng viết và nhìn ra nơi con phố nhỏ có hiệu sách cũ rồi nghĩ ngợi gì đó.
Chắc là nghĩ về ai đó mà em yêu thương. Khi xưa, mỗi khi nghĩ về người đó, tôi cũng hay cười một mình như thế. Anh cũng nhìn ra con phố đó, trầm ngâm thả những lọn khói mỏng tan vào không trung. Tôi, một người như thế, cũng chẳng biết nên làm gì. Vừa may ly cà phê cũng cạn, tôi khoác vội chiếc áo, đi như chạy ra khỏi quán và phóng chiếc mô tô thẳng về hướng Sài Gòn. Đôi khi, tôi làm những việc khó hiểu trong mắt người thường, và ngay cả bản thân tôi cũng ít khi chủ động tìm cách giải nghĩa cho những hành động đó. Ba mươi tuổi, tôi sẽ sống như một lãng tử đến khi nào? Bỗng tôi nhớ đến nụ cười của cô gái hàng xóm mỗi khi nhìn thấy tôi đi qua. Hay là tôi về ngay bây giờ và cầu hôn cô ấy? Liệu đó sẽ là một kết thúc có hậu cho cả hai người? Vậy là quán còn lại hai người đàn ông cô đơn. Người vừa chạy vụt qua cửa trông có vẻ vội vã, nhưng hẳn anh ta đang không biết mình đang đi đâu. Tôi chắc thế. Tôi gấp quyển sổ nhỏ cất vào trong giỏ, ngưng hẳn việc viết lách vô nghĩa. Kỳ thực, tôi cũng đang không biết mình đang viết gì khi mà những suy nghĩ của tôi đang ở cùng với người tôi yêu, và cả hai hiện đang tồn tại ở đâu đó không bên cạnh tôi. Lúc này trời đã tối hơn, đèn đường hắt lên ánh sáng vàng vọt ảm đạm và bắt đầu len lỏi qua những khe cửa kính, làm tay tôi bắt đầu khó cử động. Tôi mang vào chiếc găng tay bằng len xám, chợt nhớ ra giết khoảnh khắc hạnh phúc tôi đã từng có. Một bàn tay lúc này có lẽ sẽ ấm áp hơn. Vì sao lại như thế nhỉ? Chúng tôi có yêu nhau, có tôn trọng và chia sẻ cùng nhau. Tôi cũng không nghĩ là trong đó cũng đồng thời tồn tại cả sự chịu đựng lẫn nhau, khi mà tôi quá lãng mạn, trong khi anh lại thực tế. Việc yêu nhau đã là một việc làm rất khó. Có người nói Đà Lạt là nơi để chia tay. Tôi cũng nhìn thấy nhiều bạn bè của tôi đã cùng nhau đến nơi lãng mạn này, rồi cuối cùng cũng chia tay nhau. Dường như đó là một sự cảm không mấy tốt lành. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến. Tôi nhấp ngụm cà phê cuối cùng trong ly, lạnh như đá. Quán chỉ còn tôi và em, những cảm xúc cũng thưa dần. 6:30, tôi còn 20 phút để nấn ná, và liệu trong 20 phút đó sẽ có điều gì đó xảy ra, và xảy ra theo cách nào đó thật đặc biệt không? Ly cà phê đã cạn và cũng đã châm mấy lần trà. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đều như vòng quay của thời gian, không nhanh, không chậm, không trở lại và cũng không thể dừng. Tôi vẫn dành cái nhìn kín đáo về phía em, người duy nhất còn lại trong quán ngoài tôi. Quán vẫn thường vắng như thế vào giờ này. Em đã ngưng viết và cứ mãi nhìn ra con phố vắng tanh. Cửa hiệu sách cũ đang đóng cửa. Ông chủ tiệm lớn tuổi vừa mệt mỏi kéo tấm cửa sắt, vừa thở dài một tiếng nghe thật rõ. Tiếng thở dài in đậm trong không gian lãng đãng sương mù, rồi từ từ tan nhẹ vào đêm. Đêm vô tình đổ bóng trên khuôn mặt người đàn ông già nua những vết thời gian. Là khách quen vẫn ngồi ở quán, tôi biết ông sống một mình không người thân, và vẫn đóng cửa hàng lúc 6:40.
Vậy là tôi còn 10 phút. Tôi cứ canh đồng hồ, dù biết mình chẳng có gì để mà trông đợi. Em vừa nghe điện thoại, và ánh mắt em ánh lên niềm vui rất hữu hình, nhưng rồi lại nhanh chóng bị nỗi buồn lấp mất. Người yêu em gọi chăng? Tôi bỗng tò mò về người đó. Liệu đó sẽ là một người như thế nào? Một chàng trai hay một cô gái? Xinh đẹp hay không? Tính cách có gì thú vị? Tôi bỗng thấy trong lòng trống rỗng như một khối cảm xúc nào đó vừa rơi ra. Trống như chiếc ghế trước mặt, chưa từng một lần nào đó được lấp đầy. Tôi đã định dẹp chiếc ghế ấy đi để em biết tôi ngồi một mình. Không đang chờ đợi ai và rất mong em sẽ ngồi xuống đó để lấp đi khoảng trống của chính tôi. Ôi, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Mười phút trôi qua nhanh, tôi đứng dậy và chậm rãi bước qua bàn em, cố chờ đợi một tiếng gọi. Tôi không chắc liệu sau tiếng gọi mà tôi đang ao ước đó, tôi có đủ nhẫn tâm bỏ cô con gái bé nhỏ của tôi đứng đợi trong thời tiết như bây giờ để ngồi xuống cạnh em mà tiếp tục thả mơ mộng. Những mơ mộng tôi đã từng có vào một thời trai trẻ xa xăm nào đó không? Không tiếng gọi nào cất lên. Trong khoảnh khắc, tôi cố bước thật nhanh và không nhìn về phía em, sợ một ánh nhìn đáp trả hay nhìn thấy nụ cười chất chứa muộn phiền của em. Bỗng nhận ra mình đã thật lố bịch khi tự nhiên lại có cảm giác muốn yêu và nuối tiếc một điều gì đó rất mơ hồ. Tôi không còn là chàng trai 20 để mà yêu và sống chỉ bằng tình yêu như em được nữa. Tôi lướt nhìn em lần nữa qua lớp cửa kính mờ. Một chàng trai 20 có khuôn mặt hiền, đôi môi lúc nào cũng như đang cười, nhưng không có cảm xúc nào toát ra từ em lại có vẻ là vui cả. Em lạc lõng trong quán cà phê nhỏ và chiếc ghế trước mặt em vẫn trống. Bỗng muốn lao đến ôm chầm lấy em, nhưng tôi vẫn đứng đó, thấy mình rưng rưng. Người đàn ông đã qua nửa cuộc đời như tôi hẳn đã không dễ rơi nước mắt. Tôi như soi thấy nỗi cô đơn của chính tôi trong nỗi buồn của em. Nó lan ra cả quán cà phê nhỏ, làm sắc nâu ấm áp dường như xám đi và hẳn nhiên là lạnh hơn. Tôi không dám nhìn về phía em nữa. Tôi nổ máy xe, chắc con gái tôi đang đợi. Trời lạnh dần, hy vọng em sẽ không cô đơn. Vẫn là nhạc Pháp, tình ca thường buồn nhưng là một nỗi buồn sang trọng. Ai đó đã nói yêu là xa xỉ nhỉ. Người yêu tôi nói sẽ đến nhưng tôi không hề hy vọng. Tôi rất ghét cái kiểu ngắt điện thoại đột ngột khi câu chuyện chưa đến đâu. Nhưng hình như tôi chưa từng nói cho anh biết. Mà sao lại không nói nhỉ? Và nếu nói thì sẽ thế nào? Tôi luôn cảm thấy mình là người nín nhịn để cuộc tình của tôi có thể tồn tại, và khi tôi muốn buông thì nó sẽ tan. Tôi không nghĩ anh sẽ cố gắng gìn giữ. Người đàn ông trung niên vừa rời khỏi quán. Vậy là tôi lại một mình. Một mình không có gì không vui, nhất là khi người ta không có gì để mong đợi. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Tôi không nhìn lại,
Nhưng những cái nhìn lướt qua cũng đủ để tôi nhìn thấy ở người đàn ông đó một sự u ám trong tâm hồn qua cái nhìn lặng lẽ và bất lực. Tôi không có thói quen xét nét người lạ, nhưng rõ ràng ở người đàn ông ấy toát lên một sự đáng thương, một sự thiếu thốn đến cùng cực, không nằm ở phương diện vật chất mà có thể dùng tiền mua được. Tôi không dám thương hại ai cả, vì bản thân tôi chưa hề cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng giá như tôi có thể hữu hình được một chút tình yêu, có lẽ tôi sẽ pha nó vào tách cà phê của ông để xoa dịu cái nhìn đó. Anh đến, im lặng ngồi xuống, lấp đầy chỗ trống trước mặt tôi. Tôi mỉm cười như hai người mới biết nhau, người đàn ông thứ tư trong quán cà phê chiều muộn. Ăn chưa? Tôi im lặng lắc đầu, vẫn ghét kiểu nói cộc lốc đó. Nhiều bạn bè chung của cả hai đã cản khi tôi quyết định yêu anh. Một người 20 có cái tôi lớn và nhiều tham vọng, chẳng thể nào đặt tôi lên trên tất cả. Nhưng tôi bỏ qua tất cả, vì trên hết là tôi yêu anh. Nhưng với anh tình yêu là gì nhỉ? Đi đâu cả buổi chiều không nói tiếng nào. Tôi vẫn im lặng. Anh lẳng lặng mở chiếc hộp giấy, đặt lên bàn một chiếc bánh kem phủ đầy bột cacao và hai cái muỗng nhỏ. Ăn đi, nhịn giết đau bao tử bây giờ. Nói rồi anh sắn một miếng rõ to cho vào miệng. Vì cười, tôi ngước nhìn anh, vẫn không thể nào nắm bắt được người đàn ông của mình. Hình như anh không cảm nhận được cuộc cãi vã lúc chiều là nghiêm trọng. Hai đứa con trai ngồi đối diện nhau cùng ăn chung một chiếc bánh. Vị cacao ngọt ngọt, đắng đắng tan dần trong miệng. Không gian giữa hai người rất im lặng và thơm mùi bánh ngọt thoạt nhiên có vẻ dễ chịu. Thỉnh thoảng anh lại mỉm cười nhìn tôi. Sao biết em ở đây mà tìm? Quên anh là người bản xứ à? Có bao giờ tới đây đâu. Nhưng anh biết em sẽ tới đây. Phải anh không? Sao? Không có gì, thấy lạ thôi. Sao lại cứ nghĩ chỉ mình em biết trân trọng và giữ gìn chuyện tình của mình vậy? Anh không phải thần thánh, tại sao không bao giờ nói ra mà cứ giữ trong lòng rồi tự nhiên nói chia tay là sao? Nói ra thì anh sẽ thay đổi à? Em nghĩ khi em muốn buông tay thì cuộc tình sẽ mất hả? Vậy vai trò của anh là gì? Em tưởng anh không cố giữ nó sao? Anh nói bằng giọng đều đặn và cố giữ cho bình tĩnh, nhưng tôi biết anh ít khi xúc động như thế. Có lẽ tôi đã quá đòi hỏi khi cố tìm ở anh một tình yêu lãng mạn. Một điều mà tôi có quá nhiều nhưng lại ít thấy ở anh. Tạo hóa chắc không có ý thiên vị khi cho ai đó nhiều hơn những người khác sự lãng mạn đâu. Vì họ sẽ chỉ tự mang phiền muộn vào mình khi cứ mong mỏi những điều quá đẹp. Mà hai người lãng mạn cũng không nên yêu nhau. Tôi chợt nhận ra mình giống như một đứa bé mắc lỗi, chỉ lấm lét nhìn người lớn chờ sự thứ tha. Anh nói đúng những điều tôi vẫn trăn trở và thường tự dày vò mình. Anh yêu tôi và cũng trân trọng mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ có điều là anh thể hiện nó không giống với cách mà tôi mong đợi. Có lẽ chính điều đó đã làm tôi tự thất vọng chính mình và cứ áp đặt nó cho anh. Vẫn còn muốn chia tay anh chứ? Ăn xong cái bánh này rồi mới trả lời được không? Không. Không. Anh coi đó là câu trả lời. Miếng bánh kem phủ đầy cacao tan dần trong miệng, thơm như đang ngồi trong một tiệm bánh. Tôi mỉm cười và nhìn thấy anh cũng thế. Ở bên anh, lúc nào tôi cũng thấy mình như trẻ con.
quán cà phê buổi tối vẫn ấm áp một màu nâu ngọt ngọt và cũng đã không chỉ còn mỗi chúng tôi. Tôi bước ra phố, anh đi theo sau cách tôi một khoảng ngắn. Nghe gió len lỏi vào khoảng cách giữa hai người. Sao lúc nào anh cũng phải giữ khoảng cách với em vậy? Để em biết, em luôn cần anh. Lúc nào cũng có cái kiểu suy nghĩ ích kỷ đấy. Anh bước đến bên tôi, nghe mùi cacao thoảng nhẹ rất ấm. Và tôi còn cảm nhận được hơi ấm từ chính anh. Anh thì thầm thật khẽ vào tai tôi, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng lời. Anh biết anh ích kỷ, chỉ vì anh chưa bao giờ hết cần em. Những khi không nhìn em, anh chỉ nhìn thấy thật nhiều những điều phiền muộn khác. Anh chỉ muốn làm quen với chúng, vì anh sợ một ngày nào đó anh sẽ không thể giữ được em bên anh nữa. Liệu sẽ có không em? Không. Em hết lãng mạn rồi à? Sao trả lời cộc lốc vậy? Vì hai người lãng mạn thì không nên yêu nhau. Và vì anh đang nói những điều lãng mạn. Và vì em yêu anh. Thế nên đêm có một nụ hôn ngọt như một chiếc bánh kem phủ đầy cacao. Hình như chưa bao giờ tôi nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều đến thế. Những giây phút lãng mạn như trong chuyện cổ tích bỗng trở nên vô nghĩa khi mỗi khoảnh khắc bên anh đã là những khoảnh khắc đẹp. Nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi từng mơ. Tôi nhìn thấy em và người em yêu trong không gian ngập gió đó. Những cơn gió thoảng mùi thơm cacao nóng. Khoảnh khắc khi tôi không nhìn em hẳn đã là một khoảnh khắc thú vị và tuyệt vời với em mà tôi đã bỏ lỡ. Và có lẽ điều tốt nhất tôi có thể làm cho em, người chỉ vô tình ngồi chung trong một quán cà phê chứa nhiều nỗi buồn của tôi, là bỏ qua khoảnh khắc đó. Ba ơi, sao hai chú kia hôn nhau? Vì họ yêu nhau con à. Thế sao ba không hôn mẹ? Ba có yêu mẹ không? Những cơn gió cao nguyên về đêm thật lạnh, sẽ làm ấm hơn những hạnh phúc và lạnh hơn những tâm hồn cô đơn. Một mùa gió mới nữa đã lại về. Tiếp theo đây, chuyện ngắn Hình bóng sẽ tái hiện một chút kỷ niệm quá khứ của một chàng trai trẻ như bao ai khác lần đầu bước vào cuộc sống của một người đồng tính. Chúng liệu có đem lại niềm vui hay chỉ là những phiền muộn, ám ảnh, những chuyện tình chớp nhoáng? Sau đây mời các bạn đón nghe qua diễn đọc của Mạnh Thắng. So how were your college years? Lương hỏi anh ta, vì chẳng biết hỏi gì khác. Người đàn ông ấy không đàn ông lắm, vì giọng anh ta quá cao và hơi chua. Nhưng biết dùng từ gì bây giờ? Hồi đó, Lương còn quá khờ để biết về các má, các mợ, các thím. Anh ta đáp lại bằng một tràng tiếng Anh chát chúa. Cự nữ tại sao nói anh ta là cao đẳng, trong khi anh ta đường đường đã tốt nghiệp đại học sư phạm. Thật ra từ college không hẳn là cao đẳng, nhưng Lương nghiệm ra một điều, hình như sinh viên hai trường sư phạm và tổng hợp bây giờ là nhân văn, không mấy ưa nhau.
rồi lương theo anh ta về nhà, rời bỏ con hẻm Lê Ngô Cát. Hình như nhờ báo chí mà Lương biết con hẻm đó. Sau này cũng nhờ bài báo về trung tâm huấn luyện gay mà Lương biết khu hàng không gần sân bay. Nhà anh ta ở tận Gò Vấp, xa ơi là xa. Lịch kịch, cửa mở, căn nhà gỗ bé xíu, có gác. Hình như anh ta ở với mẹ, bà mẹ trên lầu. Anh ta cho Lương xem phim, mọi thứ thật lạ lẫm. Nhưng Lương không mong chờ những thứ như vậy, chẳng biết Lương mong chờ gì nữa. Cái quái quỷ xui Lương theo anh ta về nhà, cho biết mùi đời. Sự làm tình không giống như Lương nghĩ. Anh ta làm cho Lương sơ sài, sau đó muốn giống như phim. Không biết cái quái quỷ gì khiến cho Lương đồng ý, cho biết mùi đời. Lương đau ghê gớm, vùng vẫy và muốn đạp anh ta ra. Nhưng quá muộn, anh ta mạnh hơn Lương nghĩ. Mà hình như Lương càng đau, anh ta càng khoái cảm. Lương cắn răng, sao mà thời gian trôi chậm thế này? Sáng, anh ta chở Lương đi ăn bánh cuốn ở Cầu Bông, rồi đưa Lương về ký túc xá Trần Hưng Đạo. Anh ta chia tay với lời bình phẩm. Em làm tình không bằng mấy đứa kia, nhưng anh quý em vì em là người có học. Rồi anh ta dúi vào tay Lương địa chỉ và số điện thoại một phụ huynh cần người dạy kèm tiếng Anh, một giám đốc nào đó. Lương không mong chờ những thứ như vậy, nhưng cũng nhận. Chỗ dạy đó, Lương lấy giá gấp đôi mấy chỗ khác. Một phần là vì xa, một phần vì nhà giàu. Nhưng có lẽ, chủ yếu là vì Lương hận anh ta, giận cá chém thớt. 2 tháng sau, Lương nghỉ dạy chỗ đó. Một bữa, đang đứng trước cổng trường đại học, lại thấy anh ta dừng xe trước quầy sách. Ngồi sau xe anh ta, một đứa nhóc mặt còn búng ra sữa, thư sinh còn hơn cả Lương. Hồi đó, Lương còn quá trẻ để biết gay là như vậy. Lương cũng không ngờ mình phải trả cái giá khủng khiếp cho kinh nghiệm đầu đời. Những trải nghiệm của đêm hôm ấy để lại một vết đen trong tiềm thức. Lương ghê sợ tình dục gay. Phải mất 10 năm và cả chục cuộc tình để Lương biết thế nào là cảm giác hạnh phúc. Rồi Lương cũng nhanh chóng thành đạt, có chỗ làm tốt trong công ty nước ngoài. Lương có nhiều tiền để đi vũ trường, không phải đại gia, nhưng Lương dư sức của các nhóc. Phải, bởi vì sau kinh nghiệm ấy, Lương không còn niềm tin vào những người lớn nữa. Bin không đi học nữa sao? Không. Bin ăn nhiều lên chứ, cho mau lớn. Ăn ít à? Cô Bin có giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười rất thật. Bin muốn Lương dẫn vô phòng khách sạn. Mình cởi hết đồ ôm nhau. Nhưng Lương nói Bin còn nhỏ quá. Nếu anh có bị bắt vô tù, Bin có thăm không? Có. Bin ngả người vào lòng Lương, tin tưởng. Hình như họ đã quen nhau từ rất lâu, lâu lắm. Họ làm tình với nhau vài lần trên bãi biển. Lương cho Bin ít tiền tiêu vặt, chở đi mua gấu bông. Nhưng khi Bin nói muốn mượn dùm ít tiền cho đứa bạn, thì Lương nói không. Sao lại lấy tiền anh đi cho trai? Em sẽ trả mà. Anh không tin. Vậy em bỏ anh. Tốt, cầu Bồ Tát phù hộ em. Anh... Những gì anh cho em sẽ trả lại. Không cần, có gì nhiều đâu.
Lương biết mình sai, nhưng trái tim này đã quá mỏi mệt, những thất vọng đã quá tràn trề. Vì không biết chờ đợi, nên khi tình của mình, tình thật của mình đến, con người ta không còn gì lành lặn cho nhau nữa. Sau này, Lương biết, Bin có đứa bạn thân bị bệnh nặng, nhưng nhà nghèo, thiếu tiền chạy chữa. Hôm nay, ngồi một mình trên bãi cát, nhìn xuống con lạch đổ nước ra biển, Lương thấy hình bóng một người đàn ông, mà không biết có phải đàn ông không nữa. Vì hắn ta có cái gì đó nhỏ nhen, hờn oán. Có nét gì đó giống anh chàng trợ lý giám đốc, cứ nhất quyết mình đã từng tốt nghiệp university, chứ không phải college. Nước lạch vẫn cứ chảy đều đều, từ dưới chân cầu đánh một vòng cung yêu kiều, trước khi nhòa vào những con sóng biển. Cuộc đời là như vậy, nước cứ chảy từ chỗ cao xuống thấp. Lương muốn ghê tởm chính mình, muốn ví mình như dòng nước đen kia. Nhưng một tia sáng nào đó, chừng như của một ngôi sao nào đó, mách bảo Lương đừng làm vậy, đừng rơi vào cạm bẫy của cái tôi. Lương vô tội, hãy tha thứ cho chính mình, hãy nhòa vào đại dương và quên đi tất cả. Bởi vì kiếp người chẳng thể nào hơn. Thoughts are spinning round in my head. I pause, I'll sit down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Come back now, baby, where were we? Said you changed and a lot. Got the memories still popping up. Show me your heart, show you mine. You go first, I will whine. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, tình yêu là một thứ gì đó kỳ lạ. Nó khiến một con người bao dung trở nên ích kỷ, khiến một kẻ thông minh trở nên lú lẫn và ngốc nghếch. Trong chuyện ngắn Ly Cà Phê Trở Về tiếp theo sau đây sẽ là sự đồng điệu của hai tâm hồn xa lạ. Họ tìm đến nhau đã khó, nhưng giữ được nhau còn khó hơn muôn phần. Vậy tình yêu ấy sẽ có hồi kết như thế nào? Mời các bạn lắng nghe qua giọng đọc của Mạnh Thắng. Gió khẽ rít qua từng sợi tóc của nó, mềm mại, tựa như có một bàn tay đan xen vào chúng. Gió biển từng cơn thổi vào, khiến nó bình yên đến lạ. Có đôi bàn tay bịt mắt nó lại, không cần phải hua tay mò mẫm để đoán, chỉ cần cảm nhận qua da thịt, hơi ấm và nhịp thở là nó cũng có thể biết ai.
đôi bàn tay ấy khẽ mở ra, rồi ôm chầm lấy nó. Một nụ hôn sau gáy làm nó hơi giận người, nhưng vô cùng thích thú. Cả hai cứ thế ngồi ngắm mặt trời mọc ở bãi biển, với những vầng hào quang rực rỡ và mạnh mẽ. Từng cơn sóng vỗ vào bờ, cuồng nhiệt như tình yêu của hai người. Rồi bờ môi người ấy khẽ chạm môi nó, khiến đôi môi nó thêm ngọt ngào. Nó chìm đắm trong đó, thật sâu. Nó mở mắt, và xung quanh là bóng tối. Thì ra nó mơ, 3 giờ sáng. Một giọt nước mắt nhẹ rơi, nó vội quẹt ngang rồi mở một bài hát trong chiếc điện thoại lên. Đầu danh sách vang lên một cách thân thuộc. Em nơi chốn nào, anh nguyện mang nỗi nhớ không. Lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em. Tình yêu em cần một bờ vai em. Nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến một đêm bên em. Khi em không giọt nước mắt chưa tràn, dấu vòng ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến đây được không? Mi mắt nó dần buông xuống. Tối. Giờ 59, nó bàng hoàng tỉnh giấc. Chợt nhớ hôm nay nó có một cuộc hẹn. Vệ sinh và ăn sáng trong vòng 10 phút, nó phóng lên chiếc xe gắn máy ca tang là giá trị kỷ niệm cưới của ba má nó. Lạch cạch chừng 30 phút, nó đến quán cà phê thân quen, Dạ Khúc. Chết thật, thì ra anh Khanh đã chờ nó ở đó từ rất lâu. Để ý ly cà phê không đường của anh thì biết, với hơn 2/3 rồi. Nó rối rít xin lỗi anh. Em trễ hẹn anh bao nhiêu lần rồi nhỉ? Dạ. Nó thoáng ngượng, rồi lại cười khi. Chắc 10 mấy, 2, 3 lần gì đó. Ôi trời, là 9 lần đó em. Nhớ dài quá hen, mỏ nhọn. Là nhỏ mọn chứ. Phải dạy bao nhiêu lần đây? Mà cũng tại anh yêu em nhiều quá, nên để ý đấy thôi. Anh à. Thôi, anh biết rồi. Chúng ta vẫn là bạn chứ gì. Dạ. Nó khẽ xoay chiếc tách cà phê nhiều đường, vẫn đang nóng hồi hồi. Ừ, dạo này em thế nào? Dạ, cũng tốt. Cũng tốt mà anh. Nó cười híp cả mắt để che đi cái nỗi buồn trong dấu kín tận sâu trong lòng. Đăng vẫn chưa trở về à? Dạ, chưa đâu anh. 2 năm. Và cuộc đối thoại dường như tạm dừng ở đó. Cứ thế mà cả hai im lặng mãi. Nó nhìn ra cửa sổ, nơi có những tia nắng khẽ lọt vào cặp mắt xanh non long lanh của nó. Nó vẫn còn trẻ lắm, mới 18 thôi, nhưng tâm hồn nó hình như hơi già dặn. Nó thích nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên, thích yêu nồng nàn mà nhẹ nhàng, tự nhiên. Nó thích cà phê sáng, nghe nhạc và nhắm nghiền mắt để thưởng thức. Đôi khi lại lôi vài tờ báo ra đọc. Vì thế, Dạ Khúc là quán mà nó rất thích. Thích cho nhiều thứ. Thích cả vì người nó yêu. Thời gian trôi nhanh thật, mới đấy mà đã 10 giờ kém 5. Xin lỗi anh nhé. Vì điều gì? Tất cả. Anh hiểu mà. Thôi, em đi nhé.
Nó vừa nói vừa lấy cái cặp màu nâu rồi giơ tay lên chào anh kiểu quân đội. Nó đi vội. Chúng ta vẫn là bạn thân, em nhé. Hãy chia sẻ với anh. Anh với theo. Dạ, dĩ nhiên rồi. Nó không quay đầu lại, chỉ hua hua cánh tay. Rồi nó lại bon bon chiếc xe màu xanh ra bãi biển Vũng Tàu, ngồi một góc, cạnh một gốc cây dương. Bóng cây hòa với gió biển làm nó dễ chịu và thiếp đi. Một đêm bước trên về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa. Đời ta có khi từ lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố xưa tôi về. Giọng hát khe khẽ của người con trai kế bên làm nó cảm thấy thích thú. Bài hát của nhạc sĩ nó ưa thích, được cất lên bởi một chất giọng đáng yêu. Đó là một anh chàng chạc 30 tuổi. Anh không đẹp trai, mặc sơ mi, đeo tai nghe, cùng nó ngồi chờ xe buýt. Ngoài trời đang mưa phùn, còn trong nhà chờ xe buýt chỉ có hai người. Anh chàng chạc 30 và nó. Điều đó cùng với tiếng hát của anh càng khiến nó để ý nhiều hơn. Nó cứ nhìn thẳng vào anh. Hồi lâu anh cũng phát hiện. Anh ngước sang nhìn nó. Nó khẽ giật mình nhưng không quay đi chỗ khác, vẫn dán mắt nó vào mắt anh. Anh cũng nhìn nó rồi phì cười. Nhìn gì cô? 18 tuổi rồi nha anh. Ừ, 18, lớn rồi. Anh 29 rồi, chắc già nhỉ. Ý em không phải vậy. Không sao đâu em. Anh nhoẻn miệng cười một cách đáng yêu, không đẹp nhưng rất có duyên. À, sao em? Anh thích nhạc Trịnh nhỉ? Ừ, đôi chút. Anh thích nhạc trẻ và cả một số bài của ông. Em thích Trịnh à? Dạ, cả Ngô Thụy Miên. Nhìn em trẻ thế. Già rồi đấy anh. Nó lém lỉnh. Ừ, già rồi. Lại là một nụ cười sao xuyến quá đi mất. Rồi chuyến xe buýt của anh cũng đến. Anh giơ tay chào nó theo kiểu quân đội. Nó thoáng bối rối rồi cũng làm theo. Nó nhìn theo chiếc xe buýt ấy đến khi khuất dần, lòng xao xuyến. Nó mỉm cười. Trên đường về, nó cứ thế mãi, phấn khởi trong lòng như khi biết tin đậu đại học. Tối đó, nó gần như mất ngủ, cứ nhớ mãi nụ cười ấy, giọng hát khẽ ấy, bồi hồi. Mấy ngày sau, nó tiếp tục gặp anh, vào đúng giờ ấy, 4 giờ 45 chiều, ở chỗ cũ. Những cuộc trò chuyện ngắn cứ tiếp tục diễn ra. Nhóc học trường nào? Anh chủ động. Dạ, Đại học Thủ Đô. Giỏi nhỉ? Dạ, may mắn thôi anh. Không, đạt được lý tưởng, dù thế nào vẫn là thành công rồi. Dạ. Nó rất tâm đắc những điều anh nói, dù không hề trầm trồ khen ngợi. Anh tên gì nhỉ? Nó bắt chuyện. À, anh Thiên Đăng. Còn nhóc? Dạ, anh gọi em là Nhật hay Nhím cũng được. Nhím à? Chắc có nhiều gai đây. Em hiền lắm. Nó bẽn lẽn. Biết rồi, già, hiền. Thế là một tháng trôi đi thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Nó cảm thấy anh gần gũi và chân thành. Nó muốn kể tất tần tật với anh mọi thứ ở trên đời. Bởi vì bên anh, nó thấy thật dịu dàng và ấm áp.
với một đứa 18 tuổi từ dưới quê lên. Ai cũng dặn nó đừng tin người lạ. Nhưng với anh thì khác. Nó yêu rồi chăng? Nghe nhạc nhé. Anh nói, không chờ nó trả lời, đã vội nhét tai nghe vào tai nó. Nhạc trẻ hả anh? Em không thích à? Dạ, có lẽ vậy. Sao thế? Em nghĩ ca từ chưa đẹp lắm. Nghe thử đi. Bài này khá nên anh mới dám giới thiệu với em. Anh lại mỉm cười nữa rồi. Nó ngồi im và lắng nghe từng lời ca. Những ca từ nhẹ nhàng và đẹp lại đánh đúng vào tâm trạng của nó. Sao anh lại làm nó phải suy nghĩ nhỉ? Nó hay bâng quơ lắm. Tim nó đập mạnh. Cho anh xin số điện thoại nhé. Câu nói của anh làm nó giật mình. Nó thoáng dò dự, rồi lý nhí. Dạ, 0983, 029, 814. Ok, anh lưu rồi. Về nhé. Anh lại giơ tay chào theo cách thường ngày, kiểu quân đội. Lần này nó không bối rối nữa, đã quen rồi. Chào lại anh một cách nhanh chóng. Hẹn gặp ngày mai nhé anh. Tối, 22:01, điện thoại nó sáng lên. Ngày mai uống cà phê nhà nhóc. Cuối tuần rồi, thư giãn hen. Nó không một chút do dự. Ok, ở đâu hả anh? Dạ Khúc, số 9, đường Tố Hữu. 8:30, nhớ đến nha em. Dạ, good night. Ừ, em ngủ ngoan nha. Trong lòng nó nôn nao một cách khó tả. Nó đọc đi đọc lại từng tin nhắn hơn chục lần, rồi cười, tưởng tượng cái cảnh của ngày mai. Tối đó, nó ngủ hơi trễ, nhưng vẫn sớm hơn mọi ngày. Nó lựa rồi thử xem bộ đồ nào thật đẹp và lịch sự một tí. Nó hy vọng gây ấn tượng tốt với anh. Vì điều gì nhỉ? Sáu giờ 30, nó bật dậy thật nhanh, vệ sinh, mặc quần áo, trải chuốt và thêm tí nước hoa, mùi nhẹ nhàng mà chú nó gửi từ bên Mỹ về. Nó xài tiết kiệm lắm. Chỉ khi nào quan trọng, nó mới dùng. Và đây là một chuyện quan trọng với nó. Nó nghĩ thế. 7 giờ, nó phóng xe đi. Và 7:30 thì đến chỗ hẹn. Dạ Khúc. Cái tên nghe hay quá. Lại được trang trí theo lối cổ điển, giản dị mà tinh tế. Toàn bộ lối kiến trúc theo sắc trầm với những ô cửa kính trong suốt. Ánh nắng hướng chánh đông chiếu vào, sáng và lấp lánh. Giữa sân có một hồ cá chép, cá bảy màu với những nhánh sen tinh khiết. Ấn tượng ấy làm nó cảm thấy yêu dù mới lần đầu đặt chân đến. Rồi nó thoáng nghĩ, chắc người ta cũng tinh tế. Nó cố tình đến sớm, cốt để gây ấn tượng với người ta. Nhưng nó ngạc nhiên hơn vì người ta đã ngồi đó từ bao giờ mà ly nước lọc vơi hơn nửa. Sau đó, nó lại cảm thấy thích vì người ta tôn trọng nó.
người ta không gọi đồ uống trước, chỉ uống nước lọc, đợi nó đến mới gọi. Bước vào đến sát cửa, nó nghe một ca khúc Trịnh vang lên, càng cảm thấy phấn khởi. Ôi, nó đỏ mặt rồi. Đến sớm nha. Anh còn sớm hơn em mà. Cà phê nóng nhiều đường nhá. Ơ, sao anh biết hay vậy? Anh mà. Không phục nha. Anh để ý đến những sở thích nhỏ của em rồi đoán vậy. Không ngờ trúng thiệt. Là hay, hay may mắn ta. Nó ngưỡng mộ anh quá. Anh thật tinh tế. Hôm đó, nó trò chuyện với anh thật tự nhiên. Nó nói nhiều, nhiều đến nỗi khi về, nó không còn nhớ đã nói những gì. Nhưng vì anh chân thành và trải nghiệm, nên nó thích. Nó nói mà mắt luôn nhìn về anh, và anh cũng nhìn đôi mắt nó, và cả cái miệng của nó nữa, lanh đáo đẻ. Làm người yêu anh nha. Anh biết là hơi đường đột và cũng hơi lo là em không chấp nhận, nhưng anh đã phải lòng em mất rồi nha em. 10 giây sau, trên màn hình chiếc điện thoại anh. Dạ. Sau đó anh không nhắn gì gần một tiếng, làm nó cũng hơi lo. Anh đang ở công viên gần nhà em đây, ra gặp anh tí nhé. Nó vui lắm, tưởng chuyện gì xảy ra. Thì ra anh đi bộ đến nhà nó, làm nó vừa lo vừa cảm động phát khóc. Tối đó, anh và nó dường như không ngủ, bên nhau. Nó trao nụ hôn đầu đời cho anh, ngọt ngào và bỏng cháy. Dù ban đầu còn hơi ngượng nghịu, nó vui. Vậy là hơn 6 tháng trôi qua, nó và anh hạnh phúc. Anh dẫn nó đi ăn kem, uống cà phê ở Dạ Khúc, dạo bộ ở đường hoa, ngắm bình minh ở Vũng Tàu. Mọi việc sẽ không đến nỗi nào nếu như không có ngày hôm đó. Người yêu cũ của anh, một cô gái, hẹn anh ở Dạ Khúc. Hôm đó, nó cùng một người bạn, anh Khanh, cũng là gay, quen nhau trên diễn đàn, thân thiết. Nó xem anh như anh trai, dù anh có tình cảm với nó, cũng đến Dạ Khúc. Anh à, em còn rất yêu anh. Quay lại với em nha. Người yêu cũ anh nói. Anh xin lỗi, nhưng anh có người yêu rồi. Cô gái có vẻ như không cam chịu, ùa vào ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Đừng bỏ em nha. Anh dù gì vẫn là người yêu cũ của cô, nên không nỡ đẩy cô ra, chỉ vỗ vai an ủi. Đến lúc này, nó và anh Khanh mới bước vào. Thấy cảnh ấy, nước mắt nó tự dưng chảy, như trực chờ sẵn để ùa ra tự khi nào. Anh nhìn thấy nó, và nó toàn chạy vội đi. Anh muốn giải thích, đẩy ngay cô gái ra, và định chạy theo, nhưng lại bị anh Khanh ngăn lại. Nó chạy, chạy mãi, rẽ các đường tứ tung như vô định. Đến khi kiệt sức, nó ngã quỵ xuống đường, nức nở. Trong đầu nó trống rỗng, nước mắt cứ thế mà chảy. Nó tựa lưng vào tường gần đấy, không nói gì. Nó không nghe máy, cứ để điện thoại reo inh ỏi, đến hết pin. Anh liên tục gửi mail cho nó, giải thích, năn nỉ nó. Mỗi lá thư, anh đều kèm theo vài dòng bài hát. Dù mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một người cũng đã muộn rồi.
rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Nó lặng lẽ đọc, rồi ngẩn ngơ đó, lặng lẽ xóa đi. Nó biết nó còn yêu anh, nhưng nó không thể xóa bỏ cái hình ảnh trước mắt nó. Nó đau lắm. Hơn 3 tháng. Một hôm, nó buồn quá hẹn anh Khanh ra một quán rượu. Hôm nay nó say, say lắm. Anh thấy nó buồn. Anh nhìn nó hồi lâu rồi nói: Em yêu anh nhé. Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc hơn. Nó ngước mắt nhìn anh, dù mí mắt không còn nâng lên nổi. Anh chồm tới ôm nó, môi anh chạm vào môi nó. Nó khẽ rút lại, rồi lại nồng nàn say vào chiếc hôn. Nó không còn biết trời trăng gì nữa. Nó hư quá. Anh Đăng vẫn đều đặn gửi mail cho nó. Nó vẫn đọc mail của anh, nhưng vẫn cố thử quen anh Khanh, cốt để quên anh. Một hôm, nó trả lời mail cho anh, cái mail trả lời đầu tiên sau hàng loạt những cái mail anh Đăng gửi nó. Anh à, em đang quen anh Khanh, người anh gặp hôm ấy, trong dạ khúc. Vỏn vẹn thế. Anh im lặng khoảng 3 ngày rồi trả lời nó. Ngày mai, anh rời Sài Gòn. Em bảo trọng nhé. Yêu em. Nó thần người ra đến hồi lâu, liền cầm chiếc điện thoại lên, giữ phím số 2. Còn phím số 1 của nó vẫn là dành cho người ta. Nó biết phải làm gì. Anh, xin lỗi anh. Em không thể quên được anh Đăng. Nó nghẹn ngào. Em à, xin lỗi anh. Nó cúp máy, không dũng cảm đối diện được. Chợt điện thoại nó reo lên. Alo. Xin lỗi, tôi là Phương, người mà cậu gặp trong dạ khúc cùng với anh Đăng đây. Dạ, xin chào. Chị gọi em có gì không? Hôm ấy thực sự xin lỗi cậu. Tôi thật hồ đồ. Tôi còn yêu Đăng nhiều lắm. Tôi không muốn rời xa anh nên mới thế. Anh ấy thực sự không làm chuyện gì có lỗi với cậu, còn yêu cậu nhiều lắm. Hy vọng cậu tha thứ cho anh ấy nhé. Tôi và anh ấy giờ là bạn rồi. Anh ấy nói với tôi cậu đã đánh cắp trái tim anh ấy mất. Anh không thể yêu tôi nữa. Xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm. Anh ấy buồn lắm. Xin lỗi. Nó không nói gì, chỉ là nó thấy nó hấp tấp quá, hối hận quá. Yêu anh mà không tin anh. Nó... Cảm ơn chị nhé. Nó vội cúp máy. Xin lỗi ư? Nó òa khóc như một đứa trẻ. Nó vừa gõ mèo cho anh, vừa rớt từng giọt nước mắt. Anh à, em xin lỗi. Em đã vội vàng quen anh Khanh khi chưa rõ chuyện giữa anh và chị Phương. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Tha thứ cho em nhé. Không cần phải quay lại với em đâu. Miễn anh chấp nhận thứ tha cho em là em thấy vui rồi. Anh biết không, dù có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi. Mãi yêu anh, nhím con. Đã 2 năm rồi, anh vẫn bặt vô âm tín. Nó biết nơi nào đấy, anh vẫn còn dõi theo nó. Nó vẫn chờ anh.
cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời. Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Nó khẽ giật mình. Nó tưởng có ai đó vừa hát khẽ vào tai nó câu hát ấy. Bằng cái giọng ấy, nó thấy lòng sao xuyến đến lạ. Ngỡ rằng anh vẫn còn bên nó ngày hôm qua cơ. Nó mỉm cười, dù anh chưa quay về. Nó vẫn tin vào một điều gì đó kỳ diệu xảy ra. Rồi, một bàn tay cầm ly cà phê nóng hôi hổi từ sau lưng chìa ra trước mặt nó. Cà phê nóng nhiều đường nha em. Một giọt nước mắt trào ra, ấm lắm. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Câu hát khẽ lượn qua tai nó rồi bay vào không trung. Nó cười rạng rỡ, tay giữ chặt tách cà phê. Các bạn thân mến, chùm 5 chuyện ngắn trong video như những gam màu tối rồi đến sáng, những cái mở đầu, diễn tiến tâm trạng và cái kết khác nhau. Ta có thể thấy ánh bình minh đang le lói ở ngay đây, trong suy nghĩ của từng thế hệ người đồng tính. Họ dần có trách nhiệm với bản thân hơn và suy nghĩ về tình yêu nhiều hơn, khi mà sự kỳ thị của xã hội đang dần bị xóa nhòa bởi chính công sức của họ. Ấy là một điều tốt đẹp, chắc chắn vậy, phải không?